Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chùa Mật Vụ, Sư Gián Điệp tại Đức và Châu Âu. Trong thời gian vừa qua, chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái hình ảnh, đó là lần lượt các phái đoàn của Giáo hội Phật giáo nhà nước Việt Nam đi sang các nước châu Âu, và đặc biệt là họ vào Đức. Và chúng ta cũng đã gặp hình ảnh đó được ghi nhận khi họ đến thăm Tòa Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, nơi mà có trụ sở của rất nhiều những cơ quan như Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Công an và nhiều nhân viên khác trong Tòa Đại sứ này. Tòa Đại sứ quán đó cũng là nơi trước đây đã xảy ra cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017 và đưa vào sứ quán đó trong 2 ngày để sau đó được trở sang Slovakia và bay về Việt Nam. Phía sau lưng tôi ở đây thì các bạn đã thấy đây là một ngôi chùa gọi là chùa Phổ Đà ở Berlin. Rất nhiều người Việt Nam ở Berlin cũng như các tỉnh và thành phố lân cận cũng hay đến đây để làm các lễ trong những ngày như Vu Lan báo hiếu hoặc là những hoạt động khác đơn thuần về mặt tôn giáo. Và ngôi chùa này hiện nay cũng đang vướng phải vấn đề về pháp lý, đó là việc mà chính quyền Đức đang xem xét cái việc có thể tồn tại được hay không, vì đây là nơi xây dựng mà chưa có giấy phép chính thức để xây dựng được lâu dài, và họ đối diện với nhiều khả năng sẽ phải chuyển đi trong thời gian tới đây. Và ngoài ra, trong thời gian vừa qua, thời báo cũng đã đề cập rất nhiều đến những vụ việc nghiêm trọng, đó là những cái cán bộ của Bộ Công an Việt Nam, bao gồm cả những ông tướng như ông Nguyễn Khánh Toàn chẳng hạn và rất nhiều tướng khác của Công an Việt Nam sang Đức để dự khánh thành những cái ngôi chùa ở các thành phố của nước Đức và châu Âu. Thế điều đó nói lên rằng phía sau lưng của những ngôi chùa này được dựng ra và ai là người chi tiền để cho những ngôi chùa như thế được mọc lên và xây dựng tại nước Đức. Và đa số những ngôi chùa như thế thì nó lại nay nằm ở phía đông của nước Đức, tức là nơi mà trước đây Đảng Cộng sản của Cộng hòa Đức đã hoạt động và có sự quan hệ rất mật thiết với Đảng Cộng sản Việt Nam, thì nay họ không còn những quan hệ như thế nữa. Tuy nhiên, có thể nó qua những cái ngôi chùa được xây dựng như thế thì họ sẽ lại tiếp tục nằm ở đây để tiếp tục nắm tình hình của cộng đồng, của hội đoàn, của các cá nhân, tổ chức tại Đức, đặc biệt là về phía những cái hội đoàn của người Việt Nam, để báo vào trong nước cho Bộ Công an Việt Nam và những cái nơi khác quan tâm. Và sự xuất hiện của những cái ngôi chùa này gần đây cũng đã dấy lên cái lo ngại trong cộng đồng người Đức ở đây, và ngay cả cộng đồng người Việt Nam ở đây cũng đã rất lo, bởi vì họ thấy rằng ở Việt Nam thì nó không có tự do báo chí, cũng chẳng có tự do tôn giáo như là hiến pháp Việt Nam quy định, mà thực tế tất cả đều nằm ở dưới tay quản lý của Đảng Cộng sản Việt Nam, một cái tổ chức độc tài, và những cái người nào mà viết hoặc là có những hoạt động tôn giáo không mong muốn như của chính quyền tại Hà Nội thì sẽ bị đàn áp, bắt bớ, tù đầy với những án tử rất nặng. Thậm chí chúng ta đã chứng kiến những việc nhà cầm quyền Việt Nam đã cho người tháo dỡ, cướp bóc những cơ sở tôn giáo tại Việt Nam, nhưng ở đây thì họ lại bỏ tiền, chuyển tiền sang để xây chùa, và rất nhiều những ngôi chùa như vậy là trá hình. Mặc dù nhìn hình thức thì nó có vẻ rất đẹp, rất dân tộc, nhưng phía sau là một cái câu hỏi rất lớn cho cơ quan an ninh của Đức, của châu Âu và cho nhiều người Việt Nam khác đang sinh sống ở đây. Và để xây dựng những ngôi chùa như thế này thì họ phải tốn rất nhiều tiền, bởi vì phải xây theo đúng cái quy chuẩn của nước Đức, cho nên là phải chuyển những khoản tiền rất lớn đến đây để xây. Vậy không ai biết được là những cái khoản tiền đó là tiền cúng dường của các Phật tử hay là những khoản tiền được bí mật chuyển qua nhiều cách khác nhau từ Việt Nam sang bên này để xây dựng những ngôi chùa như vậy, và sau đó là đón những sư trụ trì chùa từ trong nước sang. Mà phải chăng bên ngoài họ mặc áo vàng nhưng bên trong họ cũng vàng thật, đó là những cái chiến sĩ công an của Đảng Cộng sản Việt Nam, đấy là những mật vụ, là những gián điệp của Đảng Cộng sản Việt Nam cai cắm ở đây để tiếp tục theo dõi và cung cấp thông tin về cho nhà nước Việt Nam, những cái nhân vật, những cái tổ chức mà họ cần. Và những khoản tiền này thì không phải nhỏ, và để duy trì những cái đó cũng không phải nhỏ, bởi vì người Việt Nam ở Đức và ở châu Âu thì đa số họ làm việc rất chăm chỉ, họ phải đóng rất nhiều thuế và rất nhiều khoản phải chi phí, thì không có tiền đâu mà có thể cúng một lúc rất nhiều tiền, vài chục nghìn, hàng trăm ngàn để cho những ngôi chùa như thế này có thể xây lên cao lớn và duy trì cái sự tồn tại của nó.
Và ngoài ra, trước đây tại Việt Nam thì các bạn cũng đã được chứng kiến việc là các nhà sư ở phía Nam của Việt Nam, tức là lúc đó là Việt Nam Cộng Hòa, họ hoạt động cách mạng, gọi là hoạt động cách mạng, tức là họ âm thầm, họ ủng hộ, họ nuôi giấu những cái cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là những bộ đội của Đảng Cộng sản Việt Nam để vào gọi xâm lược và đánh chiếm miền Nam rất nhiều. Và sau này bản thân có một rất nhiều nhà sư khác, họ đã phải hối hận vì những chuyện đó. Vì sau khi miền Bắc Việt Nam chiếm được miền Nam và giáo hội Phật giáo của Việt Nam đã được quy vào một mối, đó là về Hà Nội, và chỉ chịu sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, còn những cái cơ sở tôn giáo độc lập thì đã không được phép tồn tại và ngày một biến mất cũng như bị o ép đủ đường. Điều đó cũng đã xuất hiện rất nhiều trên truyền thông tại Việt Nam cũng như quốc tế. Và các đệ tử thì thường cũng đến những nhà chùa này trong những cái dịp lễ nhất định. Tuy nhiên cũng không loại trừ trong số đó có rất nhiều người Việt Nam là hoạt động mật vụ, hoạt động gián điệp, thu thập các thông tin từ khắp nơi tại nước Đức, tại châu Âu về đây, về những cơ sở thờ tự giả hiệu đó để cung cấp cho các vị sư trụ trì. Và những vị sư này họ sẽ tổng hợp lại những thông tin để chuyển tiếp về Việt Nam, về Bộ Công an Việt Nam, về Tổng cục 5 là tình báo của Việt Nam, về Tổng cục 2 là tình báo quân đội của Việt Nam và rất nhiều những cái đơn vị, những cái phòng ban khác nhau của Việt Nam để theo dõi và định hướng cũng như là tìm mọi cách để triệt hạ những cái hoạt động tự do bên này của người Việt Nam tại Đức, châu Âu. Đây là sự nguy hiểm và đe dọa đến an ninh nước Đức, đe dọa an ninh châu Âu cũng như là đe dọa đến cái tương lai của những người Việt Nam đang sinh sống tại đây. Bởi vì những cái hoạt động của chùa thì thường là ít bị để ý hơn và họ thường có rất nhiều những cái quan hệ và bất cứ ai, bất cứ lúc nào cũng có thể vào những khu chùa như thế này, thì phía an ninh Đức cũng sẽ rất khó theo dõi những trường hợp như thế. Và ngoài ra thì cái việc mà họ giống như một cái tổ chức, như cánh dây nối dài của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam, nằm ở những vị trí không phải chỉ ở bang mà vị trí là ở các tỉnh, thành phố lớn của Đức đều lần lượt có những cái ngôi chùa như vậy. Thế thì đây là cái điều mà cần phải để tâm xem xét cũng như là cẩn thận đề phòng trong cái trường hợp mà họ dùng những cái cơ sở đó để hoạt động bất hợp pháp tại Đức. Và bên cạnh đó thì họ cũng để lại những hậu quả, nhiều người cũng sẽ phải đưa những cái thông tin tiếp tục của những ngôi chùa này về cho gia đình của mình, hoặc đưa con cái của họ sinh ra tại Đức, sinh ra tại châu Âu đến những ngôi chùa này để tham gia sinh hoạt. Và trong những cái quá trình sinh hoạt như thế thì rất có khả năng là những cái thế hệ trẻ đó, bởi vì sinh ra ở Đức thì các cháu, các em thường là ít có khái niệm và ít biết đến sự nguy hiểm và các thủ đoạn của Đảng Cộng sản Việt Nam, của các tổ chức, các công ty bình phong của an ninh Việt Nam bên này, và họ sẽ bị lôi cuốn vào những cái hoạt động mà dần dần xa rời cái tự do báo chí, tự do biểu đạt và nhân quyền tại Đức. Và đấy là cái mục tiêu mà dường như các ngôi chùa mật vụ, sư gián điệp tại Đức và châu Âu đang cố gắng làm ở đây. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin. Kính mời các bạn xem những bản tin tới đây và hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải các bạn những bản tin gần gũi nhất, trung thực nhất và chính xác nhất.